như vậy chỉ là cần một khoảng trống. Yêu chậm lại một phút để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Từng nơi cảm giác trong tim cứ thế phải đi, lạc nhau ta đâu có.